Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 /HDTV. Kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 1945, mùng 2 tháng 9 2022. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã dâng hương, dâng hoa tại một số di tích trên địa bàn tỉnh. Trước anh linh của Bác Hồ, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh hứa nguyện mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác đã lựa chọn, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tận dụng phát huy tốt nhất mọi thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh vừa trao huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 tặng các đảng viên 75 năm tuổi Đảng trên địa bàn một số huyện thị xã. Đây đều là các đảng viên gương mẫu có nhiều đóng góp trong phong trào bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương đất nước. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp của các đảng viên với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng chí khẳng định, huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu không ngừng của mỗi đồng chí, mà còn là niềm tự hào của tổ chức Đảng, là niềm vinh dự của Đảng bộ các cấp trong tỉnh. Đồng thời, chúc các đảng viên luôn khỏe mạnh, trường thọ, tiếp tục phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo. Sáng nay, Ban tổ chức, Ban giám khảo, Hội thi kỹ thuật tăng thiết giáp toàn quân tổ chức chấm thi tại đội thiết giáp phòng tham mưu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Đại đội thiết giáp là một trong 27 đơn vị tham gia hội thi tăng thiết giáp toàn quân. Ban giám khảo đã tổ chức chấm thi tăng thiết giáp tốt, khai thác lái xe tăng thiết giáp giỏi, thi hoạt động ngày kỹ thuật, khu kỹ thuật, thi đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thi nhận thức công tác quản lý kỹ thuật, điều lệ công tác kỹ thuật, hướng dẫn công tác kỹ thuật tăng thiết giáp. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, tinh thần vượt khó, đơn vị đã hoàn thành tốt các nội dung thi. Hội thi nhằm nâng cao chất lượng xây dựng ngành kỹ thuật tăng thiết giáp cũng như tình trạng kỹ thuật của vũ khí, trang bị và trình độ nhận thức quản lý khai thác sử dụng vũ khí, trang bị cho cán bộ chiến sĩ. Sáng nay, tại trụ sở xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, Ủy ban dân tỉnh Hưng Yên tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với gần 150 công dân xã Hòa Phong. Có trên 30 lượt ý kiến của người dân, trong đó chủ yếu là người dân thôn Hòa Đam phát biểu tại hội nghị. Các ý kiến chủ yếu đề cập đến vấn đề việc đặt nhà máy xử lý chất thải tại khu vực Đồng Bạc, thôn Hòa Đam, xã Hòa Phong có phù hợp, khoảng cách giữa nhà máy với khu dân cư, nguồn nước sông Bắc Hưng Hải có đảm bảo theo quy định. Cần làm rõ quy trình, công nghệ xử lý của đơn vị chủ đầu tư, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo xã nhiệm kỳ trước và đương nhiệm đối với quá trình triển khai dự án. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh và lãnh đạo các sở ngành đã tiếp thu phát biểu, làm rõ những vấn đề về sự cần thiết xây dựng các khu xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh, các nội dung quy hoạch, quy trình triển khai thực hiện dự án khu xử lý chất thải Hòa Phong, các quy định của pháp luật về triển khai khu xử lý chất thải. Từ đầu năm đến nay, huyện Quế Châu đã trích kinh phí trên 38 tỷ đồng đầu tư nâng cấp hoàn thiện 11 công trình giao thông trên địa bàn huyện. Ngoài ra, các xã và nhân dân trên địa bàn huyện đã tích cực nâng cấp các tuyến đường thôn, ngõ xóm, đường giao thông nội đồng, lắp đặt biển chỉ dẫn giao thông, gờ giảm tốc tại các điểm giao cắt với kinh phí 19 tỷ đồng. Tiêu biểu như các xã Tân Dân, Nhuế Dương, Ông Đình, An Vĩ. Đến nay, 100% các xã trên địa bàn huyện đạt tiêu chí về giao thông trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện trên địa bàn huyện Phù Cử, một số đối tượng dùng nhiều thủ đoạn dụ dỗ các em học sinh mới được cấp thẻ căn cước công dân đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng thương mại, sau đó mua lại và bán thông tin cho những người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và rửa tiền. Qua xác minh làm rõ, bốn đối tượng gồm Nguyễn Thị Huê sinh năm 1995, Trần Anh Tuấn sinh năm 1996, Đặng Việt Khánh sinh năm 2004 và Nguyễn Thị Phương Thảo sinh năm 1993 đều trú tại huyện Phù Cử. Các đối tượng trên đã mua bán trái phép thông tin của gần 120 tài khoản ngân hàng do nhiều cá nhân mở tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trên về tội mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không tiếp tay cho kẻ xấu thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Chuyển sang các tin tức trong nước, các hãng hàng không Vietnam Airlines,
Pacific Airlines và Vasco đã phối hợp với các cảng hàng không dừng kiểm tra thẻ hành lý tại lối ra của các ga đến nội địa. Việc không kiểm tra thẻ hành lý ký gửi tại ga đến đã được triển khai từ lâu tại các sân bay quốc tế trên thế giới. Tại Việt Nam, thực tế việc dừng kiểm tra thẻ hành lý đến ở ga nội địa đã từng được một số hãng hàng không triển khai trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát. Ngoài ra, các hãng và cảng hàng không đã phối hợp triển khai các biện pháp bổ sung để kiểm soát hành lý ký gửi, ngăn chặn hiện tượng lấy nhầm, mất hành lý. Bên cạnh đó, hãng hàng không khuyến cáo hành khách nên tự kiểm tra hành lý thêm một lần nữa trước khi rời khỏi sân bay để đảm bảo đã lấy đúng hành lý của mình, tránh lấy nhầm của khách khác. Trong năm 2022-2023, Sở Xây dựng Hải Phòng triển khai số hóa dữ liệu, quy hoạch xây dựng, minh bạch hóa các thông tin về quy hoạch phát triển đô thị, công khai chỉ số giá một số loại bất động sản tại đô thị, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tiết kiệm thời gian cho người dân, doanh nghiệp. Cụ thể, Sở Xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, đề án số hóa cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu chứng chỉ hành nghề, xây dựng cơ sở dữ liệu nhà ở, xây dựng cơ sở dữ liệu cấp phép xây dựng, trong đó Sở đặt mục tiêu minh bạch hóa các thông tin về quy hoạch phát triển đô thị, qua đó giúp người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận để đầu tư. Sở Xây dựng mong muốn sẽ có những hoạt động liên quan đến chính quyền số phục vụ công tác ngành xây dựng. Trong năm 2022-2023, Sở Xây dựng Hải Phòng đặt trọng tâm số hóa hệ thống quy hoạch, thông tin về đất đai, cấp phép xây dựng. Những dữ liệu này sẽ được công bố công khai và sử dụng những phần mềm xây dựng, những app trên các thiết bị điện tử thông minh như điện thoại iPad là có thể dễ dàng tiếp cận. Tổ công tác Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện một phương tiện có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện trong hai khoang tàu có chứa khoảng 100.000 lít dầu DO. Làm việc với lực lượng chức năng, những người trên tàu không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nói trên. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ tăng vật, phương tiện để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Sáng nay, thông tin từ Ủy ban dân xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, một phụ nữ hơn 60 tuổi, chưa rõ danh tính, ngụ thôn Sao Vàng, xã Hoàng Phụ đã bị một con chó pitbull cắn dẫn tới tử vong. Theo đó, khoảng hơn 21 giờ ngày 28 tháng 8, nạn nhân đang ở nhà thì bất ngờ bị chó pitbull của gia đình cắn, chưa rõ vị trí cắn. Người trong gia đình và hàng xóm phát hiện và hô hoán nhau cứu giúp nạn nhân. Sau khi gỡ nạn nhân ra khỏi con chó, nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ngày 30 tháng 8, nạn nhân đã tử vong. Được biết con chó pitbull cắn người phụ nữ trên mới được người trong gia đình nạn nhân đưa về nuôi ít ngày. Con chó nặng khoảng 40kg, được gia chủ xích lại nhưng đã bất ngờ tấn công người trong nhà. Tổng thống Indonesia Joko Widodo mới đây đặt ra mục tiêu giảm tỷ lệ trẻ thấp còi ở trẻ em xuống 14% vào năm 2024. Trong nghiên cứu mới nhất, Bộ Y tế Indonesia cho biết, năm 2021, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi tại quốc gia này là 24,4%. Theo đó, cứ 4 trẻ em Indonesia dưới 5 tuổi thì có 1 trẻ bị thấp còi. Indonesia được đánh giá là quốc gia có tỷ lệ trẻ em thấp còi suy dinh dưỡng có thể ảnh hưởng đến chiến lược dài hạn. Về nguyên nhân, dinh dưỡng được cho là yếu tố hàng đầu bên cạnh nguyên nhân khác, bao gồm thiếu kiến thức, khả năng tiếp cận và các dịch vụ y tế, sức khỏe bà mẹ và các yếu tố môi trường. Một nghiên cứu cho thấy, mực nước biển dâng do sự tan băng diện rộng tại Greenland, Đan Mạch là điều không thể tránh khỏi trong tương lai gần. Theo nghiên cứu này, lượng băng tổng thể tan chảy từ Greenland sẽ khiến mực nước biển dâng ít nhất 27cm. Với sự phát thải carbon tiếp diễn, sự tan chảy của các dải băng khác cùng sự giãn nở nhiệt của đại dương, mực nước biển dâng nhiều mét là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Hàng tỷ người đang sống tại các vùng duyên hải nên lũ lụt do nước biển dâng sẽ là một trong những tác động dài hạn của cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay. Một công ty sản xuất mũ bảo hiểm tại Ấn Độ đang giới thiệu ra thị trường một loại mũ bảo hiểm giúp người lái xe mô tô bảo vệ sức khỏe khi tham gia giao thông trên những con đường đầy ắp khói bụi. Đây là chiếc mũ bảo hiểm độc đáo của công ty Celios Technolab. Chiếc mũ bảo hiểm đặc biệt có gắn bộ lọc và một chiếc quạt ở phía sau giúp giải quyết 80% lượng bụi bẩn trong không khí. Chiếc mũ bảo hiểm lọc không khí đang được bán với giá là 4.500 rupee, tương đương khoảng 56 đô la Mỹ và được cho là một giải pháp hữu ích tại Ấn Độ, nơi có tới 35 trong số 50 thành phố được xếp hạng ô nhiễm nhất trên thế giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị có thể gửi những thông tin mới nhất cho chúng tôi qua các địa chỉ fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 / HDTV hoặc email thời sự@gmail.com.
Quý vị có thể xem lại bản tin trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7, kênh HDTV, kênh TikTok truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.